Anh là thợ từ đâu đến? Anh thợ từ Gia Viễn. Sao anh vừa bảo sáng nay anh giới thiệu anh ở Malai về? Hay là ngày xưa anh ở Malai? Xưa anh ở Malai. À, thảo nào Malam. Thảo nào mà anh lại nói được cả tiếng Việt với em biết ở bên Malai là nói toàn tiếng Anh à? Xin mến chào quý vị và các bạn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những ngày làm việc vất vả thì sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng mà đấy là dành cho những người có tiền thôi. Còn anh em chúng tôi không có tiền thì phải dậy từ tinh mơ sáng sớm để làm. Hôm nay thì nhân dịp trời nắng nóng, không có việc gì làm, rảnh rỗi nên anh em chúng tôi tiến hành bổ một vài món ra để kiểm tra. Cụ thể là hôm nay anh em chúng tôi đang tiến hành tháo cái motor quay toa cho em 30 này ra để kiểm tra. Đấy, trong cái quá trình làm việc thì em nó quay nó hơi kêu, chắc là thoái hóa đốt súng cổ hay là thoát vị đĩa đệm rồi. Đấy, nên là hôm nay phải thuê thợ từ Malaysia về để tháo ra. Đấy, không, những ông này ông ấy ở Malaysia về. Bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai. Đây là anh Minh, chuyên khoa 1 ở bệnh viện Kamasashi ở Malaysia về. Anh này anh ở Malai nhưng mà anh lại nói được tiếng Việt. Anh ở Malai nhiều rồi mà anh được nói tiếng Việt được cơ. Anh giới thấy nói em nói chuẩn không? Trục của anh mòn rất nhiều, nhìn là biết ngay. Thấy không? Thế là hả? Ừ. Thành ngấn thành khớp đấy nhỉ. Đấy, bảo không. Thầy mạnh phán bệnh không sai tí nào. Nhọn tí nữa là anh sờ răng xem là nó có bị mẻ răng mâm không. Nhưng mà con này là mòn vậy nó kêu đấy. Anh thử lắc xem nó có trục một dơ không anh Minh. Anh ơi lắc thử không dơ không? Cầm phát lắc ngay với ngay mà. Đấy, đối với những trường hợp khó thì phải gọi thợ từ Malaysia về. Đây. Cái dòng này rất là khó tháo. Chắc chắn là may thì chưa mẻ răng. Anh trước khi ông chủ chúng ta xịt rửa cái phần motor cho nó sạch, anh có thể phát biểu đôi lời đến khán giả được không anh? Anh Minh ơi. Vâng. Vâng thì phải quay về đây chứ, vâng lại quay và đít vào mặt khán giả thì là không được rồi. À từ từ đang sờ răng thì là có mẻ không ạ? Mẻ không anh? Răng chắc là đẹp rồi, cái này thì mới mòn thôi chứ mẻ. Loại trừ trường hợp là mẻ răng quay nó cũng kêu đấy anh ạ. Hôm vừa rồi em xử lý con ở trên kia cũng bị mẻ răng. À. Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân không? Bản thân mình thì cũng được nhà nước đào tạo. Rồi. Thì nhiều thì ít thì cũng qua nhiều năm kinh nghiệm. Nhiều năm kinh nghiệm. Thì cũng nhìn lại cái máy này thì máy là máy hiệu Kubota mà về phần động cơ là hoàn hảo. Về phần thủy lực thì lại càng tốt mà rất là đơn giản, bệnh thì cũng ít, cho nên là sử dụng những loại Kubota này thì hiệu quả nó cao. Mà anh có thể giới thiệu anh là thợ từ đâu đến không? Đâu anh quay đây thế nào, anh là thợ từ đâu đến? Anh thợ từ Gia Viễn. Sao anh vừa bảo sáng nay anh giới thiệu anh ở Malai về? Hay là ngày xưa anh ở Malai? Xưa anh ở Malai. À, thảo nào Malam. Thảo nào mà anh lại nói được cả tiếng Việt với em biết ở bên Malai là nói toàn tiếng Anh à? Anh là thợ Malam. Thợ Malam. Anh thì anh cũng làm được. Đâu quay đây thế nào? Đây chốt hạ là thợ Malai, thợ Malam. Thợ Malam. Thợ Ma Làm, đây một ông thợ từ nước Ma Làm về các bác. Đây này, anh cho ra cái ghế chỗ này cho nó sạch này. Từ động cơ đến thủy lực anh Ma Làm hết. Đây, cho ra cái gốc cây này. Sạch rồi. Không cần thì nữa lấy dầu rửa chết. Như vậy là sạch được cái gì nữa? Anh bỏ tay ra. Dầu chứ có mà. Thế sao nào, chưa phỏng vấn xong. Thế là thợ từ Malai hay thợ Ma Làm? Thợ từ ở Malai. Malai.
đồng thời là cũng có một chút tiếng mẹ đẻ là Việt Nam. Việt Nam. Cho nên là anh là người Lai à? Người Lai. Mà người Lai thì hầu như là hai cái nền văn hóa là đều biết cả. Đấy. À. Văn hóa Tây Âu và văn hóa Việt là cũng đều thông thạo cả. Ngoài sửa máy ra anh còn biết làm gì không? Ngoài sửa máy ra còn biết chế tạo những cái máy bay tự động mà rất là yêu thích cái nghề đấy. Ừ. Mình muốn bay bổng lên không trung. Ngoài sửa máy anh chọc chạch điện đón các loại. À, anh em người ta đứng xem người ta bảo thôi anh loay phét ít thôi làm đi kìa. Sao bảo bê được? Trong sân đi. Không, góc cổng nghe cho nó mát, sân làm gì. Sân tháo. Ngoài này. Họ đang bắn tôn kia đi vào. Không, bắn ở tận trong. Không, góc này được mà. Tí nữa lại khuân vào. Có gì đâu mà khuân vào. Ồ, cái đây là cái kèo ốc. Đây là một cái... À, nó dính. Đốt súng cổ của em Kubota sẽ được tháo ra. Cứ tưởng nó thủng lỗ nó khoan nó dính rồi. Nào bây giờ là phá zin em nó đây. Đây giờ anh bung nhẹ ra lên. Đây, cái motor quay toa này to như của con 50 luôn. Đây máy 30 mà to như 50. Thế nó mới khỏe. To đúng như 50. 50 nó cũng không chứa dầu cầu. Hộp giảm tốc không chứa dầu cầu. Chứa dầu nó bôi sơn bằng trực tiếp bằng dầu thủy lực mà. Mình sẽ bung cái mặt của nắp motor này lên. Nào lên lại xem là motor mặt meo cái gì không. Nổ lên luôn anh. Nhìn sơ sơ qua khe hở thấy bộ bên trong rất là đẹp. Lên cả cái vành luôn đấy. Rồi ui dầu chưa được quá. Đáng trưng luôn. Đẹp, motor đẹp. Đây, cái đấy có việc gì không? Bi hơi dơ à? Bi hơi dơ một tí. Bi có độ dơ. Đây, con này trục rất là lắc này. Đây, cầm tay vậy có thể lắc và để ý kỹ này, lắc này. Đây chính là nguyên do cái mâm mà mình để nó nhịp nhiều quá. Khi mà nó nhịp nhiều quá nó đập vào cái phần trục này thì cái trục này sẽ bị mòn và cái bi này sẽ bị lắc này. Đấy, bi này rất là lắc. Đấy, chính vì cái việc bi nó của cái trục quay toa nó lắc như vậy dẫn đến là nó kéo theo rất là nhiều cái hư hại. Cụ thể hơn là nó lắc cái trục đó nó ảnh hưởng đến cái phần tầng mỏng này. Đấy, ảnh hưởng đến tầng mỏng xong nó sẽ ảnh hưởng đến khác, cụ thể như là phần răng dợ này, rồi đến trục này. Như con này thì không những hỏng bi kia
mà còn bị trục này thì cũng bị hỏng luôn cả cái vòng bi của cái trục này. Cái trục này hỏng một vòng bi này, nó dơ rất là nhiều này. Cộng với đó là cái vòng bi này, thêm với đó nữa là bị cả cái mặt trà này. Mặt trà này thì bị xước hết rồi. Xước hết. Và ngoài ra nữa thì cái phần mặt trà này các bạn để ý kỹ đây này. Phần mặt trà này, cái mặt đồng này so với mặt bên ngoài này nó bị âm đi khoảng mấy ly. Chính vì vậy nên quay nó rất là bị sóc. Nó sóc và nó sần sật. Đấy, nguyên do chính là cái mặt trà đấy các bác ạ. Đây, đấy, mặt trà này bị âm. Âm mấy ly rồi này. Đấy, âm rất là nhiều. Và hỏng hết hai vòng bi này. Cộng với cái trục này. Đây, anh thử lắc cái này thế này. Dừ lắc. Anh thử lắc lại cái này. Đây, đấy, như răng ông lão lắc cơ khúc như thế này. Đấy, chính vì vậy nên tại sao mà mâm quay toa mà bị dơ, anh em không xử lý sớm thì ngoài cái việc là hỏng mâm, thay mâm ra, nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ cái hệ thống quay toa, bao gồm trục, bánh răng, piston, xi lanh, mặt trà, tất tần tật ở đây. Đó, khi tháo ra thì mới biết là hỏng nhiều như vậy. Nên là khi mà gặp mâm mà có sự cố thì anh em nên xử lý sớm nhé. Đây, bây giờ thì bác thợ sẽ đặt đồ về. Trong thời gian đặt đồ thì bác sẽ vệ sinh cái phần này, sau đó chờ đồ về để thay thế và lắp đặt lên. Đấy, rất là khủng khiếp. Sau khi đã lấy được toàn bộ cái phần đồ đạc về, bây giờ bác thợ từ Malaysia chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt lại. Đây, phần này thì đã được thay hai vòng bi, một vòng bi dưới và một vòng bi trên. Cái này thì sẽ được thay cũng hai vòng bi ở trục, một vòng bi dưới, một vòng bi trên. Đây kia là thay cả cái phần mặt trà. Ép vào cái tay. Đây. Ép thật mạnh. Ôi cái này ép làm gì? Lấy búa 5 cân mà dã anh. Dã mạnh lên. Anh vừa thay cộng xin ở đấy đúng không? Thế. Thế chả căng. Không được thì búa 5 cân. Xoay đi xoay lại. Không thì anh cho cái mặt kia lên, siết ốc ép xuống. Cái sim mới bao giờ anh chả cắn? Bôi nhiều mỡ vào. Không. Có cái gỗ đâu. Có. Đấy, toàn bộ bi mới, mặt trà mới. Vừa lỗ ốc là được ạ. Nhìn nhau. Ốc thì giống nhau nhưng quan trọng là ba đi xoay trở lên. Đâu, cái gan thì tư kiểu. À đúng, để chỗ này đúng không? Đây, lắp ghép nút cái phần motor với phần khớp dưới nữa. Đấy, đúng của bố con nó rồi đấy. Đúng rồi đó. Hình như là thấy đúng đúng rồi đấy anh ạ. Kiểu là có tờ bài này có hai con chiết rồi. Thế thôi, nó có chịu lực mấy đâu mà. Đúng rồi. Đúng rồi, xong anh quay cái này về đằng kia là được rồi. Đi ngang nó đều như nhau ấy. Chứ không ra được. Như nhau ấy. Thợ bảo như nhau là như nhau, không cãi thợ. Thợ thuê từ Mã Lai về là không được cãi. Cãi là ông dỗi là ông bỏ về. Đấy, ông bỏ về. Ông ấy bỏ. Ông ấy mà bỏ về giữa chừng là không ai làm cho đâu. Đấy. Nếu hôm nay mà tôi sẽ là cái thợ là thợ phải thợ gọi là thợ nịnh. Áo nước ngoài hả?
Thợ này gọi là thợ nịt. Nói nhẹ thì mới được, còn nói nặng lời là không được. Cái áo là mình gia cố. Cái này là anh lắc tay không cảm nhận ở đâu, lắp lên sụp mới nhận được. Cái trên thì mới ít thôi, nhưng cái dưới đấy chưa nhiều. Mới lắc có biết rồi. Cái này cũng không thay nữa. 25 rồi. 25 là được rồi. Nói chung là cái áo cũng được từ. Cái này một đống đồ thôi. Áo dưới là đóng rồi còn được. Ấy, nói chung là mất tiền. Nói chung cái hàm là lượng để mà cái vật liệu này thôi. Nếu như nó bằng thép carbon nhiều. Nói chung là thuê thợ, mất tiền thuê thợ từ Malaysia về nó cũng vẫn phải khác đúng không? Một đằng thợ Việt Nam và một đằng thợ từ Ma làm thì nó vẫn phải khác. Thợ Ma làm tức là thợ vừa làm vừa học đấy. Đấy, đang tiện cầm công, ông nào mà nói lộn nhộn là ném cho. Đấy, như vậy là bác thợ chúng ta đã hoàn thiện cái việc thay tháo và lắp đặt cái phần motor quay toan. Bây giờ thì bác ấy sẽ mang ra máy để lắp đặt lên máy nữa là hoàn thiện cái công việc. Sau những giờ làm việc vất vả thì bác thợ chúng ta đã hoàn thiện cái việc lắp đặt motor quay toa cho em máy xúc Kubota 30 này. Đấy. Sau khi xử lý lắp xong thì còn một vài cái râu ria như TOTL nữa thì cần phải đợi để ép để xử lý nốt. Đấy. Vì thời tiết ở quê của mình đang mưa rất là to nên là những cái phần việc đấy thì phải đợi hôm sau bác thợ sẽ làm tiếp. Hôm sau sẽ xử lý nốt cái TO, sau đó thì gắn ghế này, gắn những cái nắp ốp hông này, rồi gắn cái mái che vào nữa, xong các bạn ạ. Đấy. Còn những cái phần nho nhỏ thì sẽ được xử lý sau. Trong thời gian này thì bác chủ chúng ta đã phủ cái bạt che máy để giúp cho mưa gió nó không vào phía phần bên trong, như là ướt các mạch điện rồi những cái rắc điện, vì khi tháo hết mái che rồi các bạn ạ. Đấy. Kết thúc một ngày làm việc thật hiệu quả. Đó. Video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.